Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này, ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng, yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Tan hẹn hò em suy tư, anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng... Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Kết Âm Thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây thì em đang test một con Amly đến từ Anh Quốc. Đây là dòng Brad Tie của Anh Quốc và đánh thuần class A nha quý vị, mạch thuần class A. Thì đây là con Amly cổ được sản xuất vào khoảng thập niên từ 60-70. Thì con này được ráp tay hoàn toàn tại Anh Quốc và đánh thuần class A, đánh 4/2 thuần class A. Đây là dòng cực kỳ nổi tiếng quý vị, Texan ha. Thì quý vị tham khảo thông tin về em nó, thì em này được với anh em mà đam mê audio audio săn tìm rất là nhiều, và con này thì cũng là thuộc hàng hiếm nha quý vị, Texan. Thì con này em cũng có bán mấy con, em cũng có giới thiệu, em cũng có quay nhiều về con này rồi ha, em cũng review em giới thiệu nhiều rồi. London and London. Thiết kế rất là đơn giản như vậy thôi quý vị, nhưng mà cái chất âm của nó là nó không đơn giản như vậy ha. Đó là cái hay của những con Amly châu Âu và những con Amly Anh Quốc, những con ráp tay đến class A ha. Đấy. Con này thì có mức giá không rẻ luôn quý vị, 12 triệu đồng em bán là mềm hơn thị trường, thị trường khoảng 14-15 triệu, em bán 12 triệu đồng thôi, nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, anh em nào thì những con này thì dành cho những anh em nào sành chơi và thưởng thức chất âm của những con này. Đấy, hàng hiếm nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.